Mở đầu chương trình tâm sự ngày hôm nay, mời cô chú anh chị và các bạn lắng nghe dòng tâm sự. Ép vợ về quê để chăm sóc cho bố mẹ, tôi mất cả vợ lẫn con. Nhiều năm nay tôi không quan tâm đến đứa con trai. Bây giờ khi biết đó là con đẻ, tôi không thể nào vô trách nhiệm được. Vậy thì chi tiết của dòng tâm sự này ra sao? Kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Ngày đó, thu nhập của tôi khá thấp. Bà nội phải ra thành phố trông cháu cho chúng tôi đi làm. Còn tôi thì ốm đau triền miên. Sức khỏe của bà lại yếu. Nhìn bà vất vả bên cháu sớm tối mà tôi không đành lòng. Với đồng lương ít ỏi của chúng tôi thì có làm cả đời cũng chẳng thể mua nhà được ở trên thành phố. Mấy lần về quê, tôi có tham khảo thu nhập của công nhân ở quê còn cao hơn cả lương văn phòng của vợ tôi. Chính vì thế, đã nhiều lần tôi khuyên vợ nên về quê sống cho gần nội gần ngoại để tiện chăm sóc bố mẹ hai bên. Mỗi tháng, tôi sẽ về thăm vợ con vài ngày. Vậy nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Cô ấy bảo là công việc ở quê khá vất vả, sức khỏe của cô ấy lại yếu nên không làm nổi. Hơn hết là cô ấy muốn vợ chồng phải sống gần nhau và cô ấy sợ bị tôi phản bội. Mặc dù vợ muốn trụ lại thành phố, nhưng là đàn ông trong gia đình, không phải việc gì cũng phải nghe theo vợ. Chính vì thế, tôi quyết định dứt khoát bằng mọi giá phải đẩy vợ con về quê để giảm bớt chi tiêu sinh hoạt. Khi vợ vẫn quyết tâm bám trụ lại thành phố và lớn tiếng cãi lại chồng, tôi đã đánh cô ấy để ép cô ấy phải nghe theo chồng. Không ngờ cô ấy đã đến trước mặt mẹ tôi và nói: "Con cảm ơn bà đã nuôi đứa con riêng của con suốt 2 năm qua. Nó không phải là con của chồng con, mà là của một người đàn ông khác." Lúc đó, cơn ghen làm đầu óc tôi lú lẫn, không thể nghĩ gì được nữa. Nghe vợ nói như thế, tôi lao vào truy vấn cô ấy đã quan hệ với ai. Thế nhưng, vợ tôi thà chịu để chồng đánh, chứ không nói ra người đàn ông mà cô ấy đã ngoại tình. Không thể chịu nổi cú sốc quá lớn này, nên tôi đã quyết định ly hôn vợ ngay ngày hôm sau. Vậy là vợ chồng tôi đã bỏ nhau được 4 năm rồi. Hàng tháng, cô ấy không đòi tiền đóng góp nuôi con, nên tôi cũng không đóng. Từ ngày rời xa mẹ con cô ấy, tôi cũng không gặp lại lần nào nữa. Tuần vừa rồi, người họ hàng bên nội nhà tôi có đám cưới và có mời Lan, vợ cũ của tôi đến tham dự. Cô ấy dắt theo đứa con trai cùng đi. Nhìn thấy đứa nhỏ, mẹ tôi phải thốt lên một câu: "Mẹ con của mình đã bị vợ cũ của con lừa rồi. Nhìn cậu bé kia giống y như con ngày nhỏ. Nó là con của con, chứ không phải của người đàn ông nào cả." Không chỉ có mẹ tôi nói, mà mấy người cô và bác nhà tôi đều khẳng định đứa nhỏ đó là con trai của tôi. Không muốn mắc thêm sai lầm lần nữa, tôi đã âm thầm xin cậu bé vài sợi tóc có chân và đi xét nghiệm ADN. Hôm đó, tôi nhận được kết quả xét nghiệm mà đứng lặng người đi. Đứa nhỏ chính là con trai của tôi. Chỉ vì không muốn về quê sống mà cô ấy nhẫn tâm chia rẽ tình cảm của bố con tôi. Sau khi bỏ vợ, tôi cưới người phụ nữ khác và có một đứa con chung. Cuộc sống của gia đình tôi đang yên ổn hạnh phúc. Tôi không muốn nói kết quả xét nghiệm con của Lan với vợ mới. Tôi sợ cô ấy bị tổn thương. Nhiều năm nay, tôi không quan tâm đến đứa con trai này. Bây giờ, biết đó là con đẻ của mình, tôi không thể nào vô trách nhiệm được. Ngày hôm kia, tôi tìm đến nhà Lan để thăm con. Hai mẹ con cô ấy sống trong phòng trọ. Tôi ngạc nhiên hỏi tại sao Lan không đi bước nữa, thì vợ cũ đáp: "Đời này, một người đàn ông làm hại cuộc đời tôi là đủ rồi." Lời nói của Lan làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng là tôi ngày đó còn nghèo khó, tôi không thể mang lại hạnh phúc cho hai mẹ con mà còn làm gia đình tan nát. Tôi xin lỗi vợ cũ và mong được gửi tiền nuôi con mỗi tháng. Thế nhưng Lan nói là không bao giờ lấy của tôi một đồng nào. Không có tôi thì hai mẹ con vẫn sống hạnh phúc.
Sau đó cô ấy đuổi tôi về và cấm quay lại lần nữa. Theo mọi người, tôi phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra? Dòng tâm sự thứ hai, tủi thân vì chồng muốn trả lương trông cháu cho mẹ tôi giống như người giúp việc. Tôi cảm thấy rất tủi thân khi chồng đề xuất trả lương trông cháu cho mẹ tôi giống như người giúp việc. Mẹ lên giúp là vì thương con, thương cháu, chứ không phải vì mấy đồng tiền công của chúng tôi. Vợ chồng tôi vừa sinh con nhỏ nên sắp tới phải có người trông con để chúng tôi đi làm. Trong lúc đang lo lắng vì chưa tìm được người giúp việc thì mẹ tôi đã gọi điện lên và bảo sẽ trông cháu đến khi nào cháu đi trẻ, bởi vì mẹ không yên tâm để cháu cho người giúp việc. Tôi biết để có quyết định đó, mẹ tôi phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, vì ở nhà còn có bố và các em đang đi học. Khi biết mẹ sẽ lên trông con giúp chúng tôi, nên chồng đã bàn với tôi, hàng tháng sẽ trả lương cho bà giống như là thuê người giúp việc. Chồng bảo là làm như thế để bà có tiền gửi về quê cho các em ăn học. Với lại, anh ấy cũng sẽ không cảm thấy ngại với gia đình đàn vợ. Tôi biết tính chồng khá sòng phẳng, nhưng nghe anh nói như thế, tôi cảm thấy rất tủi thân. Mẹ tôi lên giúp là vì thương con, thương cháu, chứ không phải vì mấy đồng tiền công. Rồi anh ấy lại còn so sánh mẹ tôi giống như người giúp việc. Mấy ngày hôm nay, tôi thật sự nửa muốn mẹ lên, nửa muốn thuê người giúp việc. Tôi sợ mẹ lên ở cùng, rồi chồng tôi không tế nhị, sẽ khiến mẹ buồn. Tôi biết tính mẹ, thương con thương cháu, nhưng bà lại hay chạnh lòng và hay nghĩ ngợi. Nhưng nếu không để mẹ lên giúp mà tôi phải đi thuê người giúp việc, thì tôi lại không yên tâm. Bởi vì giúp việc không phải ai cũng chăm sóc trẻ con chu đáo và tận tâm. Rất nhiều vụ trẻ con bị giúp việc bạo hành khiến tôi rất lo sợ. Nhưng nếu không muốn mẹ lên trông cháu, tôi cũng không biết phải nói như thế nào. Sợ mẹ cả nghĩ, lại tưởng vợ chồng chúng tôi có chuyện gì. Chỉ còn một ít thời gian nữa là tôi phải đi làm lại. Nhưng thật sự tôi đang rất rối bời. Tôi chưa biết phải thuê người giúp việc hay nhờ mẹ lên trông con. Đã có lúc tôi có ý định xin nghỉ việc không lương một thời gian để khi nào con cứng cáp rồi tính tiếp. Nhưng tôi sợ đến khi đó tôi không đáp ứng được công việc. Tôi chưa biết tính toán như thế nào cho hợp lý. Vừa thương mẹ và không muốn mẹ vất vả, nhưng lại không muốn thuê người giúp việc. Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.